Ok, chào mọi người nhé. Hôm nay Shop Vanza sẽ đưa ra top 5 cái tiêu chí chọn máy lọc không khí Nhật, nội địa Nhật bãi. Thế thì vì sao mà mình cố gắng rút ra cái 5 tiêu chí này thì rất là nhiều các bác khách hàng bây giờ đi mua hàng rất là mong mang. Thậm chí trên các trang thương mại điện tử như Shopee hay Lazada, nó giá rổ hay là các bên bán nó cũng không có một sự nhất nhất, không có một sự thống nhất giá nào nhất định ở các mặt hàng mặc dù là giống nhau. Đấy thì cũng là thực ra vấn đề rất là dễ hiểu thôi. Tốt nhất là các bác đây bên em sẽ list ra 5 cái tiêu chí để các bác chọn máy lọc không khí Nhật bãi nhé. Cái tiêu chí đầu tiên là cái đơn vị uy tín. Em sẽ nói cụ thể cái vấn đề này ở các cái tiêu chí sau, em sẽ nói sau. Cái thứ hai là diện tích phòng phù hợp với cái máy như nào và máy phù hợp với diện tích phòng bao nhiêu. Cái thứ ba là hình thức và chất lượng máy. Cái thứ tư là cái màng lọc và cái cuối cùng là cái thiết bị thay thế sau khi mua hàng và sử dụng. Đúng không ạ? Thì không lòng vòng nữa thì ok, thế thì em sẽ đi vào cái tiêu chí đầu tiên, chính là cái đơn vị uy tín, đúng không ạ? Cái đơn vị uy tín thì bây giờ các bác phải hiểu đấy nhá. Đơn vị uy tín là vì sao? Nghĩa là bây giờ khi các bác đi chọn máy ấy, thực ra nói để biết ấy, thì các bác rất là khó để biết để chất lượng máy móc như thế nào. Ví dụ như em bán hàng chẳng hạn thì hiện tại bây giờ những khách hàng bên em thực ra nói thật luôn là họ nói luôn với em là tin tưởng vào Shop, đúng không ạ? Tin tưởng vào Shop đấy là cái câu mà rất nhiều người gửi gắm cái niềm tin. Thế thì bên em muốn làm việc thực ra thì cái vấn đề này mình nói thì thực ra nó rất là khó để rất là trừu tượng. Tại vì mỗi bên một cách xử lý, mỗi bên một cách làm, đúng không ạ? Ví dụ như là máy móc chẳng hạn, ví dụ bây giờ những cái bên như bên mình làm máy nhá, thì bây giờ mình làm chất lượng máy nó phải ok, đúng không ạ? Chất lượng máy móc các thứ mang đến một cái sản phẩm làm sao nó là sản phẩm phục vụ cho sức khỏe con người, nên cái tiêu chí mình đặt ra ấy là sản phẩm phải tốt, chứ mình không chạy theo số lượng mà mình không chạy theo cái vấn đề là bán được bao nhiêu, chất lượng nó trôi nổi mình không làm. Nên như tất cả hàng bên mình, các bạn nhìn nhá, đều được đi lựa hết rồi. Đấy, chất lượng đều ok cả. Thế thì bây giờ vì sao các bạn đừng để khi mà các bạn mua một cái máy lọc không khí về Nhật bãi về, đừng để nó làm bãi thật sự. Đấy là cái mà mình khuyên các bạn nên lưu ý và nên lựa chọn nhé, nên lựa chọn các đơn vị uy tín để mua hàng. Tại vì khi mà các bạn chọn được con máy mà uy tín ấy, thì đồng nghĩa với các bạn đang sở hữu một chiếc máy cực kỳ tốt và lại mang lại cái giá trị thực sự, chứ không phải là một chiếc máy để các bạn mang về cái sự bực mình hay là cái sự nó không có giá trị về phục vụ sức khỏe con người. Nên các bạn đừng chạy theo, ví dụ như là bây giờ giá rổ có thể nó chênh lệch vài trăm giữa các đơn vị, các bạn đừng kê quá nhiều. Đây sản phẩm phục vụ cho sức khỏe con người, đúng không ạ? Đấy, nếu nó thực sự tốt thì nó mới có giá trị đến bản thân mình. Và các bác, cái mục tiêu cuối cùng khi mua máy lọc không khí là phục vụ cho chất lượng không khí trong cái không gian nhà mình, nên hãy chọn những đơn vị có uy tín, những sản phẩm thực sự chất lượng để đảm bảo xử lý được tất cả các vấn đề mình đang cần xử lý trong chất lượng không khí trong nhà mình. Đấy là cái tiêu chí đầu tiên mà thật ra là mình đưa lên đầu tiên và tối quan trọng nhất khi mua một sản phẩm hàng máy lọc không khí Nhật bãi nội địa. Ok, thế thì tiếp theo là cái tiêu chí thứ hai, nó cũng nói chung là tối quan trọng thứ hai, đó là diện tích phòng. Cái diện tích phòng rất quan trọng các bác nhé, vì khi các bác mua máy lọc không khí ấy, thì cái diện tích phòng nó sẽ giúp cho các bạn xử lý cái chất lượng không khí nó đảm bảo hơn. Các bác chọn các máy lọc không khí mà nó đạt được cái diện tích phòng thậm chí là nhỏ, có thể là mua lớn hơn so với diện tích phòng một chút cũng được đấy, thì như thế nó sẽ đảm bảo được là chất lượng máy lọc không khí của các bạn nó sẽ ok hơn rất nhiều, đúng không ạ? Bởi vì khi mà sử dụng một cái máy lọc không khí ấy, mà nó đủ cho diện tích phòng ấy, thì nó giúp cho cái việc cân bằng tất cả các vấn đề, ví dụ như là bù ẩm này, đúng không ạ? Thường máy lọc không khí sẽ có bộ thêm bù ẩm này, cái vấn đề xử lý bụi này, vấn đề xử lý mùi này, nó sẽ đạt tiêu chuẩn hơn mà các bác sử dụng nó sẽ cảm giác nó sẽ thoải mái hơn và sạch hơn khi mà sử dụng một con nó đủ tiêu chuẩn cho phòng hoặc là có thể lớn hơn được. Mình khuyên các bạn là nên lấy những con máy lớn hơn, công suất lớn hơn phòng một chút nhé. Nó sẽ đảm bảo cái vấn đề là các bác sẽ sử dụng cái máy
nó được trơn tru hơn và cái không khí của bác làm sạch sẽ tốt hơn. Cái tiêu chí thứ ba nha các bác nhé, tất nhiên là cái tiêu chí về hình thức và chất lượng máy. Cái tiêu chí này cũng cực kỳ quan trọng luôn. Như là hình thức các bác, nhưng mà nhìn thấy con mặt các con máy bên mình nhé, hiện tại bây giờ đây là đều những con máy bên mình đang bán ở trên thị trường. Đấy, những con máy, như con đây là con Sharp này, ba hãng phụ dụng nha, Sharp này, Daikin và Pana. Đấy, thì thứ nhất là nói về hình thức thì tất nhiên là ai muốn hình thức đẹp rồi đúng không ạ? Cái đấy là không thể tranh cãi rồi. Hình thức càng đẹp thì chất lượng, hình thức càng đẹp thì tất nhiên là mình sẽ càng thích. Bắt mắt, chết là bắt mắt đấy ạ, đúng không ạ? Đấy, tiếp theo là chất lượng. Chất lượng máy ấy, thì nó cực kỳ quan trọng. Như mình nói, nhưng ở cái tiêu chí đầu tiên ấy là đơn vị uy tín, thì cái chất lượng máy ấy, bây giờ các bác phải hiểu là cái chất lượng máy khi đảm bảo như là Ion nhá, Plasma của công nghệ Sharp, Trimmer của Daikin và Nano của Pana, nó phải những hệ thống, ít nhất là hệ thống diệt khuẩn này, nó phải đảm bảo chất lượng các bác hoạt động hoàn hảo. Cái thứ hai là chất lượng cái cảm biến này, cảm biến ẩm, cảm biến bụi, cảm biến mùi, các thứ nó phải hoạt động. Thêm nữa là những dòng đời cao thì nó có cần cảnh báo các cái loại bụi mịn các thứ đúng không ạ? Đấy, thì những cái cảm biến đấy phải được test rất là kỹ, chất lượng nó phải ok đúng không? Đấy, thêm vào đó là cái hệ thống buồng nữa, hệ thống buồng cũng hoạt động trơn tru, nhiều máy nó cũng bị lỗi các bạn nhé. Đấy, thì mỗi một cái sản phẩm thì nó sẽ có một cái tính năng và ưu điểm khác nhau. Thì nói chung như phổ dụng thì có ba cái hãng như này. Ok, tiếp theo nói về cái màng lọc các bác nhé. Màng lọc thì đây mình sẽ nói một chút về màng lọc. Cái màng lọc các bác nhé, đây thì đây là một bộ màng lọc cũ. Với những cái chiếc máy lọc không khí ấy, mà còn màng zin ấy, thì tất nhiên là các bác để màng zin thì quá tốt luôn, là không phải tranh cãi rồi. Nhưng nếu như các bác có mua một số máy, nếu mà như hàng lướt như kiểu con này thì các bác để màng zin thì cực kỳ chuẩn, bởi vì màng zin nó chất lượng nó vẫn cứ cao hơn. Đấy là em nói thật nhé, thật lòng luôn. Nhưng nếu mà các bác áp dụng với những cái con máy mà nó đã sử dụng lâu rồi, cũng như hàng bã hẩn đấy, không phải hàng lướt ấy, thì những cái màng này các bác để ý nhé, thì những đơn vị họ không thay những cái dần bác dụng màng như là nhé, rất là nhiều người luôn nhé. Đến shop của mình có thể là sửa máy, thì mình bán thì không bao giờ mình lắp những cái màng cũ nhiều, nhất là cái màng tham của Sharp kiểu này, mình không bao giờ mình để luôn đấy, tại vì cái màng này nó sẽ khử muối rất là kém, vì màng này nó lâu rồi. Thì những con này thì thường giờ đời nó từ tầm được khoảng 2-10 đủ lại thôi, chứ nó không có đời cao sau này. Thì mình không bao giờ mình để những cái màng như này, bởi vì thực ra các bác phải hiểu chất lượng của cái mùi hay là cái chất lượng của cái không khí nó phát ra ấy, ở trong cái máy lọc khí nó phụ thuộc cái màng lọc này rất là nhiều đấy. Thì nếu như các bác mà cứ để những cái, nhiều người mình thấy họ bán rất là vô tâm, mình không phê bình một bên nào cả, nhưng đại khái là mình thấy như thế không được, nghĩa là họ vẫn để những cái màng lọc này, tức như họ bán rẻ đi khoảng vài trăm đúng không ạ, 200-300, 300-400 chẳng hạn, tại vì thì thực ra là họ bớt được những cái màng này thì họ mới thay, thì tất nhiên là họ sẽ bớt được những cái giá được cái này. Nhưng mà mình thấy là như thế này, khi mà các bác mua hàng ấy, các bác để ý những con này nó mùi rất là ghê luôn, thì các bác vẫn cứ để mà bác về thì mình không hiểu luôn, tại vì khi mà mang về nhá, những cái mùi nó phát từ cái màng lọc này ra rất là khó chịu. Đấy, cái tiêu chí mà mình đặt lên ở đây ấy là phải thơm tho và máy hoạt động phải, nói chung là phải thơm, nó phải ok để mình khi mình sử dụng nó không mang lại bất cứ một, nó phải mang lại sự trong sạch, và hai là mang lại cái chất lượng không khí thực sự, chứ không phải là mình vác một cái mùi nào đấy về nhà rất là khó chịu. Rất nhiều khách phản hồi với mình vấn đề đấy, như là bên mình bán như thế, rất là nhiều bên họ làm rất là tốt đấy, nhưng có nhiều bên họ làm cho có đấy, thì cái giá trị của cái màng lọc này nó sẽ nằm ở đấy. Nên là các bác nếu như mà có loại máy bình thường thôi, các bác nên yêu cầu các cái shop khi mua hàng ấy nên thay cái màng lọc mới nhé. Thứ nhất là nó đảm bảo chất lượng không khí cho các bác. Nếu như màng lọc zin mà nó còn đẹp, nó còn sạch, còn ngon, còn thơm thì các bác để lại thì màng zin vẫn ngon hơn. Còn nếu như các bác không có, nhìn nó không được đạt nữa, ngửi mùi nó hơi hôi, thì các bác nên yêu cầu shop nên thay. Yêu cầu các shop nên thay nhé. Thay để đảm bảo cái gì, chất lượng không khí cho chính cái bản thân mình đang sử dụng. Đấy là cái tiêu chí khi mà chọn máy và phải có cái màng lọc này các bác nhé.
Ok, và cái tiêu chí cuối cùng nhá thì là cái độ phổ dụng khi mà các bác sử dụng cái máy lọc không khí, đúng không? Thì các bác phải cần là cái sau khi các bác mua rất nhiều cái câu hỏi này, thực ra là cái tiêu chí này cũng là cái tiêu chí quan trọng, để vì bên mình đúc kết ra thì rất là nhiều khách hỏi xong rồi khi mua thì sợ là cái hàng nhà hàng Nhật bãi rồi, đời nó cũng đã không còn cao nữa, ví dụ như thế chẳng hạn, thì nó sẽ sau này thì cái màng lọc thay thế hay là các linh kiện thay thế sau này như nào. Thì các bạn nên mua các cái hãng máy và những cái dòng máy phổ biến, đừng có cổ quá và cũng đừng có độc quá. Độc quá thì dẫn đến như hôm nay con bác ở Thanh Xuân ấy mang máy qua cửa hàng em thì mang mua một con Daikin 55, nhưng mà cái về cao cao ấy, cái màng thật sự các bác luôn bây giờ không thể order màng màng lọc thì nó rất là hiếm. Đời cao đấy nhưng mà 15, 16 đấy nhưng mà đại khái là không có, nó không phổ dụng thì không nên mua. Thế thì bây giờ nhá, ba cái hãng mà các bác nên mua khi mà mua để sau này có khả năng thay màng lọc của Sharp, Panasonic và Daikin. Tiếp theo là những cái mã máy phổ biến sử dụng phổ biến, chứ đừng 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 chạy theo những con độc hay là con gì, con độc hay là những con trông nó lạ 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 thì sau này em nói bác luôn cái khả năng thay cái màng lọc nó rất là ít, tại vì thực ra khi mà mua thì sẽ không có nhiều đơn vị làm những con máy độc, tại vì thực ra nó rất là ít, đúng không ạ, rất là ít, thì dẫn đến là cái việc thay thế rất là kém. Hai là cái hệ thống cảm biến các thứ, như ông nọ bác kia mang đến cái cảm biến nó không ăn nhưng với những cái cảm biến như con máy như này, đúng không ạ, những con máy như này nó nhận hết cảm biến trong nhau rất là ok luôn, thì trong khi bác kia mang máy đấy thì không xử lý được đấy. Thế thì cái điều tối quan trọng là chọn những con máy phổ dụng khi mà mua máy, và để sau này tất cả các thiết bị màng lọc rồi cảm biến rồi tất cả các máy thiết bị trong máy có thể thay thế được. Thế là cái yêu cầu tối quan trọng đấy. Thì hôm nay Shop An Giang đã tổng hợp top 5 cái tiêu chí nhé, top 5 cái tiêu chí để chọn máy lọc không khí hàng nội địa Nhật, Nhật bãi nhé. Thì các bác nếu thấy ok thì có thể subscribe kênh và để lại comment nếu như cần giải đáp thêm về cái vấn đề chọn máy lọc không khí Nhật bãi nhé. Của bên em sẽ giải đáp hết các vấn đề, kể cả những cái nào mà cần bên trong hay là có những cái vấn đề thắc mắc sâu hơn, các bác có thể